Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Anh chị em có vui không? Chủ nhật trước, vợ tôi có thông báo với tôi rằng hội thánh của chúng ta đây có 43 cháu ấu thiếu nhi tham dự 4 lớp học ở bên kia. Cộng lại từ đứa mà đang ấm trên tay cho 3 đến 3 tuổi là 21 cháu. Tổng cộng cỡ khoảng 64 đến 65 công ty của tôi và bạn. Nó mang tên của tôi và mang tên của bạn đang chạy lang thang lông bông ở đây. Công ty đó sau này sẽ như thế nào? Phụ thuộc vào bạn đầu tư bắt đầu từ ngày hôm nay ra làm sao? Vừa rồi trong số những người lên đây cầu nguyện, có một người mẹ trẻ mang theo 3 đứa con. Công ty đó, 3 công ty đó sẽ như thế nào trong tương lai? Hoặc trở thành những người có hữu ích, hay là sẽ có những tai vạ xảy ra phụ thuộc vào ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị thế hệ trong tương lai như thế nào? Vừa rồi tôi có tâm sự với một số trưởng lão, tôi nói rằng tôi ước ao hội thánh tại Berlin 1.000 trở lên cho tới 3.000 người vẫn còn ít so với cộng đồng tại đây. Nhưng nếu như chỉ nhìn vào một con người thì đừng mơ. Nếu chỉ một người làm việc, đừng bao giờ mơ đoạt được cúp. Phải cả đội cùng đá. Người ta nói một câu đặc biệt: thành công hôm nay của bạn mà không có kẻ kế thừa thì là thất bại của ngày mai. Thế là khi đến Chúa cầu nguyện, Chúa đã dạy dỗ tôi trong vòng hơn 1 năm vừa rồi: hãy chuẩn bị người lãnh đạo thay thế người. Dường như 1 năm nữa người sẽ qua đời vậy. Làm sao cho có những con người thay thế được mình? Làm sao để có những cái điều gì ở trong lòng truyền tải tới cho người khác? Và bài giảng ngày hôm nay, tôi chuẩn bị bài giảng khác như tôi đã hứa vào Chủ nhật trước, nhưng nó đã bị thay đổi. Mà tôi muốn đặc biệt đưa lời Chúa cho các bậc phụ huynh ngồi tại đây. Dù con bạn 18 đôi mươi hoặc chỉ 1-2 tuổi đang chập chững, nhưng sứ điệp ngày hôm nay vô cùng quan trọng. Hãy cùng tôi giờ Kinh Thánh. Sách Ê-phê-sô. Màn hình chiếu chúng ta bị hỏng mà không được thông báo trước. Thế là chúng ta rất là ước ao. Nhóm tại nhà khách, nhóm ở khách ở nhà người khác tốt, nhưng ở nhà mình vẫn tốt hơn. Đúng không? Có lúc chúng ta tới đây, họ đã chuyển ghế đến chỗ khác, họ có chương trình khác mà chúng ta lại bị thiếu ghế. Họ rất là tốt, nhưng cái tổ chức của họ và chúng ta nó khác nhau. Thật ra có lúc họ chuẩn bị như vậy mà lại không hợp với chúng ta như thế kia. Và có lúc bị hỏng cái này mà họ không báo kịp để chúng ta có cách xử lý kiểu khác. Thật ra hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện không có sự chê trách hội thánh bản, nhưng mà nó là cái điều mà cảnh báo cho chúng ta biết rằng chúng ta cần có tòa nhà riêng. Chúng ta cần có tòa nhà riêng. Một người chăn bầy tại Thụy Sĩ nghe thấy tôi nói chuyện, anh là một giám đốc, một trong 4 ông chủ của giám đốc công ty cầu đường tại Lausanne. Anh ạ, tôi hỏi anh ấy sau khi anh cho tôi khoảng hơn 200 cái cầu, anh ấy đi triển lãm và đoạt được giải, đưa vào bureau xem. Tôi nhìn thấy như vậy, thấy bản vẽ thế mà tôi bảo, ô, như vậy là nếu như hội thánh của tôi tại Berlin sắp tới mà mua được miếng đất mà xây nhà lên á, thì anh có thể giúp cho về kiến trúc sư và xây dựng mô hình không? Anh bảo, được hết mục sư. Cái đó là nghề của tôi, đóng cọc, bê tông và tính từ khi bắt đầu khởi công cho đến ngày kết thúc là giá bao nhiêu. Tôi có những người bạn kiến trúc sư, tôi có những người mà về chất sức bền vật liệu, sẵn sàng. Tôi bảo amen, Chúa đưa cho chúng ta nhiều mối quan hệ từ các nơi để tới. Họ đợi chúng ta nói, hãy đến giúp tôi. Họ nói, yes sir. Và vậy cho nên Chúa là đấng mà giàu có. Amen, hallelujah. Anh nghe thấy tôi nói hỏi như vậy, anh hỏi, thế mục sư đã có đất chưa? Tôi bảo, nó có tại Berlin rồi nhưng ở đâu thì chưa biết. Anh hỏi câu hỏi thứ hai, thế đã có tiền chưa? Tôi bảo, chưa có, nhưng đã có rồi. Người mẹ chưa nhìn thấy con của mình, nhưng bắt đầu bà nói, tôi báo cho các bạn, những người bạn thân của tôi đã có con rồi. Bảo, đâu? Có rồi, bảo đâu? Thì nôn mẹ như vậy mà không biết à? Kiểm tra, thấy có dấu hiệu của mang thai rồi.
Còn chạy lông bông thì chưa có, nhưng đã mang thai rồi. Mọi người hiểu không? Đức tin cũng y chang như vậy. Hỡi các bậc phụ huynh, chú ý vào con của chúng ta. Tôi và bạn cần phải để con chúng ta nhìn thấy điều mà chúng ta để lại cho nó. Nó có thể kéo bạn bè của nó tới được hội thánh và nói rằng đây là nhà của chúng tôi đấy. Còn có nhiều người tin Chúa mà sợ, không dám nói cho bạn của mình ở phổ thông đội bóng biết rằng tôi là người tin Chúa. Bởi vì nó đến hồi nó bảo tin Chúa gì mà kỳ cục thế này. Tôi đã từng tin Chúa hội thánh như vậy đó. Không đeo cà vạt, không đeo nhẫn vàng, không làm tóc phi dê, phải mặc váy dài, lúc nào trông cũng phải giống một bà nông dân, đầu phải chùm đầu hết. Không được chơi guitar trong hội thánh vì guitar là đàn của ma quỷ, chỉ chơi organ thôi. Không được chơi trống. Vợ tôi đến đó, tôi thăm viếng hội thánh, đưa vợ tôi sau mười mấy năm quay trở lại. Vợ tôi bảo, ô anh ơi, hội thánh này mà anh vẫn tin ở đây à? Bảo đúng, ngày xưa anh đã tin ở hội thánh như vậy đó. Bạn ơi, chúng ta có thể thay đổi được cái quá khứ của tôi và bạn. Khi mà thay đổi được đó, bạn sẽ thay đổi tương lai của con mình. Nào hãy cùng tôi giở sách Ê-phê-sô. Đoạn 6, từ câu 1 đến hết câu 4. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình. Hãy nhắc lại cùng tôi từ vâng phục cha mẹ mình. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình ở trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất. Có một lời hứa nối theo hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng nó. Đây là bốn câu kinh thánh mà tôi đọc và chia sẻ ngày hôm nay. Lời đầu tiên Chúa nói với chúng ta là một phần làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình. Bởi vì bạn vâng phục cha mẹ mình như thế nào thì con của bạn sẽ học tập bạn như vậy. Bạn xử với cha mẹ bạn ra làm sao thì bạn gieo cho con bạn sau này xử với bạn như vậy. Thành ra cái việc bạn xử sự với cha mẹ, với vợ, nó ảnh hưởng tới con của bạn nhiều lắm. Một lần tôi nhìn thấy một người nữ mà có con gái trong hội thánh chiều chồng, tôi hay đến bắt tay người nữ đó nói rằng cảm ơn chị. Chị quay ra hỏi mục sư tại sao lại cảm ơn tôi. Bảo chị vừa chiều chồng và làm một điều rất là tốt. Chị hỏi thế thì tôi làm cho chồng tôi chứ đâu có ảnh hưởng gì đến mục sư mà lại là cảm ơn tôi. Tôi nói rằng chị ơi, chị có con gái mà chị lại chiều chồng chị và vâng phục chồng chị, con gái chị ảnh hưởng từ chị. Ảnh hưởng từ chị biết đâu con tôi sau này nó được nhờ. Thế giờ cứ cảm ơn thôi. Ai biết được sau này con tôi với con chị thì sao? Mọi người hiểu không ạ? Amen. Bởi vậy cho nên, hỡi những người nam giới tại đây, bạn xử sự với vợ của bạn như thế nào thì nhiều người có con gái sẽ đến bắt tay bạn và nói cảm ơn ông. Bởi vì nhờ ông mà có thể con gái tôi sau này được nhờ. Cách sống của bạn ngày hôm nay ảnh hưởng tới con của bạn như vậy. Người ta nói rằng 89% trẻ con sẽ làm theo cha mẹ nó khi nó nhìn thấy. 10% là những lời dạy và 1% là cái gì đó thêm vào. Như vậy 89% là cách mà bạn hành động. Amen. Nhà tôi có hai cái toilet, một cái cho khách, một cái cho nhà. Và cái toilet nhà tôi đó thì nó không giống như toilet ở hội thánh này. Nhà tôi có 3 ông đàn ông và 1 người nữ. 3 người đàn ông chiều 1 cô công chúa. Và cái cách mà chúng tôi, cái này là hơi gia đình một chút nhá, bỏ qua tất cả những cái suy nghĩ không đúng nha, tôi chỉ kể tâm sự thôi. Nếu cần thì tắt băng đi cũng được, không cần quay. Chúng tôi 3 người đàn ông, mỗi lần đi tiểu tiện là luôn luôn đứng. Và như vậy người công chúa kia phải lau rất là vất vả. Và khi ngồi họp lại gia đình, quyết định là tất cả đều phải ngồi. Và chúng tôi đang ngồi, nhưng mà hai cậu hoàng tử kia nhất định phản đối, không được. Ngồi là nữ, còn đứng mới là nam. Và cuối cùng tôi phải xử lý vụ án đó. Đưa nó tới hội thánh, đưa vào toilet, chỉ vào những cái mà bám vào tường đó. Đây là dành cho đứng. Không phải ngồi là nữ đâu. Đi to, ai cũng ngồi hết. Thế nên nó bảo, ok, nhưng mà chúng con không làm chuyện đó. Có nhiều khi bắt nó làm, nhưng mà sau lưng mình nó làm vẫn đứng. Mọi người biết tôi phải làm gì không anh chị em? Nó hơi bí mật một chút, nhưng mà tôi thà thay đổi được anh chị em tốt hơn là giữ bổ vật cha truyền con nối. Tôi gọi hai thằng vào ngay.
vào toilet, đứng nhìn, nhìn bác làm cái gì thì làm theo. Dạ. 4-5 lần như vậy chúng nó tự động ngồi. Đến bây giờ bắt nó đứng nó không biết đứng nữa. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, con của mình nó sẽ nhìn thấy bạn làm cái gì làm theo. Dạy chưa chắc là làm theo, nhưng mà cứ làm là nó làm theo. Bạn cứ làm là nó làm theo. Thành ra tôi cứ hôn vợ tôi cứ ôm vợ tôi cứ chiều vợ tôi cứ thắp nến cùng với vợ tôi, còn tôi đã bắt chiếc. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu tôi đang nói gì không? Bởi vậy cho nên hãy quay sang lên cận nói rằng chúng ta hãy là tấm gương cho con của mình đấy. Đừng chọc giận và đừng là máy chém ước mơ của con mình. Thế giới này do sự thất bại trong cuộc sống của tôi và bạn đã sản sinh ra một luồng tư tưởng là chọc gậy bánh xe người khác. Tao đã thất bại thì không một đứa nào được quyền thành công hơn tao. Thành ra họ luôn copy cái thất bại của họ vào cuộc sống của người khác. Chỉ cần bạn hở miệng kể cho họ nghe một ước mơ nào đó là bạn không cần phải thông báo, lập tức một đàn máy bay thả bom sẽ tới hủy diệt ước mơ của bạn. Đừng bao giờ áp dụng cái cách đó với con của mình. Cái đây 2 năm trước tôi cùng vợ tôi đi tới Mũi Né để nghỉ. Tôi được một người họ chiêu đãi một tuần tại nơi đó. Họ cho ở khách sạn của họ. Và đến nơi nghỉ, chúng tôi có một buổi chiều đi ra ngoài ăn tối ở ngoài quán. Trước khi ăn tối đó, ở đó hầu như không có trò chơi. Nó có một loạt trò chơi mà buổi chiều đó là trò chơi ném bóng bơ rồi ném bóng bàn vào chậu. Hai thằng con tôi nó đòi đi chơi vì không có trò chơi, chỉ có nhảy xuống nước rồi bơi rồi không có trò chơi như bên Đức này. Chúng tôi mới nghĩ ra cái đến gặp đó 40 đồng 40.000 một cái vé để cho hai thằng ném bóng bơ và không thành công. Người ta tặng cho mỗi đứa một con chim bông màu xanh màu vàng. Hai thằng con tôi cầm 2 con chim bông đó, nhìn nó chỉ giá chắc là mấy trăm đồng thôi, nhưng mà mang vào trong cái quán ăn và trong khi ngồi như vậy nó bóp bóp nghe tiếng kêu bíp 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 như vậy. Có một thằng trẻ con tầm cỡ 3-4 tuổi, con của người chủ quán đó, nó chạy lăng thăng ở trong quán như vậy. Tôi hỏi thế con tên là gì, nó bảo tên là En, chắc là tên là An nhưng mà tiếng Quảng Ngãi là En. Tôi với vợ tôi gọi là thằng En. Ok, tôi bảo thế En còn bao nhiêu tuổi, nó bảo 3-4 tuổi. Nó nói chuyện với tôi nhưng mắt nó nhìn vào 2 con chim của Danny với của JB đang bóp. Và một lúc sau á, nó chạy ra với mẹ nó trong quầy, nó nói mama em thích con chim kia, em thích con chim kia. Tôi với vợ tôi và 2 cháu đang ngồi đợi người ta bê đồ ra, nghe thấy 2 mẹ con đang bàn bạc với nhau, chị nó nói luôn: nhà nghèo lắm, không có tiền. Tôi nói cái gì? Nhà nghèo không có tiền, đi cho khác. Nó lùi thủ đi ra ngoài và nó rất là buồn. Nó ngồi trên cái bàn mà không có khách ấy. Nó ngồi nghịch mấy cốc, nhìn thấy 2 đứa con của tôi. Tôi nhớ lại ngày xưa, cuộc đời của tôi khi còn nhỏ này, mẹ tôi cũng nói câu nói y chang như vậy. Mỗi một lần ai đã mừng tuổi cho tôi Tết ấy, chưa kịp đi tiêu, mẹ tôi đã nói đưa đây, bảo mừng tuổi cho con, để đi mua gạo, mua đậu phụ. Bảo tôi thấy của con, nhà nghèo lắm, đưa đây để đi mua rau, mua đậu phụ. Trong đầu tôi luôn luôn ý tưởng nhà nghèo lắm. Làm cái gì, suy nghĩ cái gì cũng đều nhà nghèo lắm, không có đủ tiền để thực hiện. Nhìn thằng em, tôi nhớ lại cuộc đời của tôi ngày xưa. Tôi lại gần cái cô chủ quán đó nói: thưa chị, hãy cho phép tôi làm quen với cháu được không? Chị nói rằng được. Tôi nói với cậu em rằng: em lại đây, bác bảo. Thằng em ra nó bảo: bác nói cái gì? Con có muốn con chim kia không? Nó bảo rất là muốn. Bác chỉ cho con cách để kiếm tiền thực hiện ước mơ của con. Bác đã vừa đặt mẹ con 3 cái bịch Coca-Cola bằng nhôm ấy, hộp đấy. Con bê lần lượt ra đây. 4 cái bê lần lượt ra đây. Bác sẽ cho con trả tiền công cho con 40.000. Vì bác đã xin phép mẹ con rồi. Tôi chạy vào mang lần lượt từng cái bình Coca-Cola ra. Tôi giúp nó bê thêm những cái cốc ra ngoài, rút tiền ra đưa cho nó. Nó cầm 40 chạy bay ra ngoài để chơi cái trò chơi ném bóng bơ để lấy con chim đó. Người phụ nữ đó lại gần tôi nói: cảm ơn anh
đã dạy tôi một bài học. Tôi tặng anh và gia đình một quả dưa hấu to bịch như này, cộng với giảm giá 20% bữa ăn ngày hôm nay. Nhưng có một điều anh dạy tôi ở chỗ là tôi đã hạ thấp con của tôi. Tôi nói rằng: chị ơi, hãy nhớ hai điều tôi dạy chị này. Thứ nhất, đừng bao giờ dập tắt ước mơ của con mình nếu đó là chính đáng. Điều thứ hai, đừng bao giờ nói nhà mình nghèo, không thể thực hiện được. Amen anh chị em. Và cho nên anh chị em ơi, con của bạn, bạn cần phải nói với nó rằng không có điều gì khó với ước mơ chính đáng của con, miễn là con sẵn sàng trả giá cho nó. Đừng đầu hàng và đừng thất bại. Amen. Amen. Một thằng bé đến gặp bố nó, nói: bố ơi, bài tập làm văn của con bị điểm 2. Cô giáo bảo làm văn rất là hay nhưng viển vông, thế ra về thay lại nội dung thì sẽ được điểm 10. Bố nghĩ sao? Ông bố đọc một hồi nói: con, đây là ước mơ của con. Chủ đề là ước mơ của em là gì? Đây có phải ước mơ của con không? Bảo: vâng, đúng ước mơ của con. Ông bố đã nói: hãy trả giá cho nó. Con hãy dám trả giá cho nó, đừng xin điểm. Nó mang tới đưa bài trở lại cho thầy và nói rằng: em giữ điểm 2 và giữ cả ước mơ của em nữa. 20 năm sau, một ông giáo già dẫn một đoàn học sinh tới một cái rừng ngựa, một khu trại ngựa rất là rộng lớn. Đi vòng vòng một hồi, người chủ trại ngựa đó mời vị giáo sư già lên phòng bureau để uống nước. Trong khi ngồi uống nước như vậy, thầy trò gặp nhau. Vị giáo già nói rằng: ô, em học trò của thầy. Vâng, đúng thầy ạ. Cái chuồng ngựa này, khu rừng ngựa này là bài tập làm văn của em năm xưa đó thầy. Ông thầy già đó khóc và nói rằng: thầy đã dập tắt bao nhiêu ước mơ của những em khác. Em là đứa trẻ ngỗ ngược, vẫn giữ ước mơ của mình, cho nên nó vẫn được thành tới ngày hôm nay. Bạn ơi, có thể con của bạn, có thể con của hàng xóm tới nhà bạn chơi, hoặc có thể một người tin Chúa nào trong nhóm tế bào của bạn, bạn đã dập tắt ước mơ của họ một cách vô cùng phũ phàng. Có thể bạn không chú ý, mà bởi vì ai đó đã dập tắt ước mơ của bạn, cho nên bạn đã vô tình đi theo lốt cũ và dập tắt ước mơ của người khác. Người ta làm khổ bạn và bây giờ bạn làm khổ người khác. Bạn không chỉ làm khổ người khác mà còn làm khổ con của bạn. Biết bao những người mẹ chồng đang tàn diệt con dâu của mình chỉ bởi một lý do: tao đã từng làm một con dâu bị đàn áp, cho nên bây giờ tao phải đàn áp người khác. Đáng lý ra họ đều là nạn nhân, mà tại sao họ lại trở thành kẻ thù của nhau? Bởi vậy cho nên điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với những bậc phụ huynh: đừng chọc giận và hủy diệt ước mơ của con mình. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng: đừng dập tắt ước mơ của con mình. Hãy nuôi nấng. Từ nuôi nấng đấy là hãy kết bạn đi cùng với con của mình. Tôi có hai người bạn giá trị với tôi trước mặt Chúa như nhau. Một người bạn năm nay 6 tuổi, một người bạn năm nay 11 tuổi. Thằng bạn 6 tuổi đó hôm qua khóc rưng rức khi Brazil bị sút 11 mét vào gôn. Ba bố con tôi giải hai cái đệm thật to ra giữa phòng khách. Mẹ nó mệt quá đi vào phòng ngủ ngủ trước rồi. Nó hỏi: Papa, cho đội nào? Tôi bảo: Hòa Lan. Nó quay sang hỏi anh nó: cho đội nào? Anh nó nói rằng: Hòa Lan. Nó quay sang nhìn lên trần: thế có mỗi Jimmy cho Brazil à? Tôi bảo: thì sao? Nó vẫn ngồi xem tiếp. Và đến khi sút 11 mét vào, hai bố con tôi và Danny kêu vào. Tôi thấy nó ngồi im, nó nằm gục mặt vào cái gối, co người lại, bắt đầu thấy rung 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 như vậy. Tôi bảo: có chuyện gì đấy? Ở cái phòng này cả hai người cho Hòa Lan, mỗi mình Jimmy cho Brazil là thua rồi. Thôi Jimmy vào rủ mẹ ra đấu cho Brazil đây. Nó vào, nó nói chuyện với mẹ nó. Tôi rất tôn trọng hai bố con tôi không cười. Tôi ôm con tôi và nó bảo: Jimmy đi vào với mẹ đây để rủ mẹ ra đấu cho Brazil. Nó đi vào bên trong,
Và chắc mẹ con nó trò chuyện thế nào đó nó ngủ quên mất luôn, nó không ra nữa. Bạn ơi, những cái nỗi đau như vậy nó không phải là trò cười cho những người làm cha làm mẹ. Có đôi khi chúng ta rất là vô tình cười những nỗi đau rất là trẻ con. Bố ơi, con đánh mất 2 viên bi và khóc tưng tức. Bạn nói rồi, vớ vẩn. Đúng, đối với bạn mấy viên bi đó là vớ vẩn, nhưng đối với nó là một gia tài. Và nếu như bạn dập tắt và làm thương tổn, coi thường những điều mà con bạn sở hữu, bạn ơi, nó đang tập cách quản lý những viên bi đó để sau này quản lý tài sản đó anh chị em. Hãy tập nghĩ theo cách nghĩ của con mình. Hãy học nỗi đau của con mình. Chúng tôi vừa rồi đi công tác tại Thụy Sĩ. 4 ngày làm việc căng chưa từng thấy. Hội thánh ở đó chỉ có 20 người nhưng nan đề nhiều hơn 200 người chúng ta tại đây vậy. Và chúng tôi mua loại vé rẻ. Thật ra 3 giờ sáng tôi, vợ tôi và thằng Jeremy phải dậy rồi. Danny nó không thể đi theo được bởi vì nó còn phải học. Đi như vậy là mất 3 ngày học của nó. Chúng tôi mua cái vé 3 giờ sáng dậy. Đã nói với con trước rồi, gồng với nó trước rồi. Tối hôm trước nó nói với tôi rằng: ba ơi, mẹ, ba em Jimmy bay một chuyến bay sang Thụy Sĩ, con ở nhà. Nếu máy bay rơi thì Danny ở với ai? Nếu máy bay rơi thì Danny sẽ ở với ai? Bạn có thể cười, ơi, vớ vẩn chuyện trẻ con. Không, tôi chưa bao giờ nhìn thấy những lời tâm sự và nỗi đau của con tôi là chuyện trẻ con hết á. Tôi ngồi ôm con tôi và nói rằng: con này, hội thánh tại Berlin chưa được 1000 người. Ba chưa một lần nào giảng tại sân vận động tại Việt Nam. Có nghĩa là ba và mẹ cùng với em không thể chết được khi mà công việc mà Chúa giao chưa làm xong. Con hãy yên tâm, máy bay không rơi được đâu. Chúng tôi dậy sớm, nó 7 giờ mới phải dậy để đi học. Thật ra 3 giờ sáng nó vẫn còn ngủ. Chúng tôi chuẩn bị thật nhanh, đã chỉ mặc quần áo thôi và bê vali ra để cho nó không ẩm ĩ. Lúc đó có dì út cùng với con trai của dì út nhà tôi ở phòng khác. Chúng tôi vào hôn con. Nó mở mắt ra: chào papa. Chú Ban Phước nó lại quay vào lưng vào tường ngủ tiếp. Tôi vui lắm bởi vì con tôi nó tiếp tục ngủ được mà không bị mất giấc. Chúng tôi lên tàu S-Bahn đi. Đi được 2 bến, chung điện thoại réo réo, mở ra số điện thoại của Danny. Chúng tôi thường có thói quen con gọi tắt điện thoại để gọi lại cho con, cho nó không mất tiền. Tôi tắt điện thoại gọi lại cho nó. Nghe trong điện thoại nó khóc tức tưởi. Nó khóc to lắm. Tôi mới có bài viết: con trai tôi khóc. Bạn có thể nhìn thấy và cấm đàn ông khóc. Chúng ta nghe thấy những đứa con, trẻ con trai mà khóc nhè. Khóc nhè chỉ con gái thôi. Chúng ta đã trả đạp lên nỗi đau. Hỡi những người làm vợ, đừng bao giờ nghĩ chồng bạn không có khả năng khóc. Tôi rất đánh giá những người đàn ông biết khóc. Tôi không coi thường giọt nước mắt của đàn ông. Đàn ông nên biết khóc để hiểu được những người khác khi họ khóc. Tất nhiên nước mắt không phải là nước mắt yếu đuối. Giờ khi có tôi khóc như vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cấm nó và nói rằng chỉ có đàn bà. Xin lỗi, Giê-xu cũng khóc. Chúa khóc ở ngôi mộ của Lazarus. Ngài khóc trong vườn Gethsemane. Ngài khóc cho Jerusalem. Khóc không phải đặc tính của người yếu. Tất nhiên không phải lúc nào khóc cũng là kẻ mạnh. Nhưng lời Chúa dạy: hãy khóc với kẻ khóc, hãy vui với kẻ vui. Và tôi đã nghe con tôi nói và cầu nguyện cùng với con tôi nói: con phải biết có những công việc của người lớn không thể ở nhà với trẻ con được. Ba mẹ phải đi vì công việc nó đòi hỏi phải như vậy. Lớn lên con cũng sẽ phải ra đi, không thể suốt ngày làm ôm con của con được. Thành ra con hãy chấp nhận điều mà phải chấp nhận. 4 ngày nữa ba mẹ sẽ quay trở về, chúng ta lại có nhau, cuộc sống vẫn còn tiếp tục con ạ. Và cầu nguyện để Chúa ban phước cho nó. Và cảm ơn Chúa, con tôi đã vượt qua được những ngày đó. Dì út nói rằng nó không ngủ bắt đầu từ lúc đó. Nó đi xung quanh phòng nó khóc. Nó xem lá thư của mẹ nó viết, đặt ở bên cạnh bàn ăn của nó. Nó đọc như vậy. Và khi 1 tuần sau,
vợ tôi phát hiện ra ở trong ví của nó có một lá thư tình. Nó để trong ví đó một lá thư tình. Và tất nhiên là chúng tôi đã, tôi đã với con tôi đã từng đi tâm sự với nhau, đi quán cà phê và uống và ăn kem rồi. Nó kể tôi nó ai yêu nó, đứa nào thích nó ở trong lớp. Nó xin tôi lời khuyên tặng cái gì cho bạn này bạn kia. Lắng nghe này, hãy để cho con mình tâm sự tình yêu của nó. Bạn mà cấm nó sẽ yêu kiểu khác. Mà yêu kiểu tức nước vỡ bờ, nguy hiểm lắm. Cái kiểu mà yêu vỡ đê đó, mình gắn đê nó mệt lắm. Có nhiều khi nó nói yêu, nhưng sự thật hành động yêu của nó là thích. Mà chúng ta lại quan trọng hóa quá về cái tình cảm của nó, thành ra lại vỡ nợ nhiều hơn. Hãy khôn ngoan tiếp cận, mọi người hiểu không? Thế ra khi vợ tôi phát hiện ra trong đó có một lá thư tình, vợ tôi hơi bị hoảng. Nhưng khi mở ra, nét chữ rất là thân thuộc. Và ký tên ở dưới, người yêu của nó lại là Thủy Tiên. Nó giữ lá thư của mẹ nó trước khi đi công tác viết đó. Như vậy đó anh chị em, thế giới của con bạn có một thế giới rất là kín và rất là đặc biệt, mà bạn hãy tôn trọng và hãy bồi bổ cho nó. Tôi tin những người đàn ông như vậy sẽ là người chồng tốt. Mọi người hiểu không? Những người phụ nữ như vậy sẽ là người vợ tốt sau này. Bởi vậy hãy tôn trọng sự hy sinh của con mình. Hãy tôn trọng giọt nước mắt của con mình. Đâu phải chỉ bạn tận hiến cho Đức Chúa Trời, con của bạn nó cũng tận hiến đó anh chị em. Sự cắt đứt mối quan hệ 4 ngày đó, đó là một sự hy sinh đó anh chị em. Chúa luôn luôn coi trọng cái giá mà bạn trả cho sự hy sinh đó. Bởi vì tôi đã từng biết có nhiều người tại bên Nga, họ rất khoái đi truyền giảng, bởi vì nhà họ là cái địa ngục. Họ rất khoái đi truyền giảng, bởi vì ở nhà lo cho hai đứa con tắm cho nó đã đủ mệt rồi. Thế giờ họ đẩy cho người khác để họ đi truyền giảng cho nó thích. Tôi không phê phán đi truyền giảng, nhưng tôi phê phán cái thái độ trốn tránh trách nhiệm. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Mọi người hiểu tôi đang nói không? Thế ra một sự việc, đừng đánh giá nó là giá trị như thế nào, nhưng hãy đánh giá người ta hay là con người đó đã trả cái giá như thế nào để được điều đó. Amen. Một người không có khả năng ngoại ngữ mà là thi đỗ được bằng B ngoại ngữ, tôi đặt con người đó, giá của cái bằng đó cao hơn một người chuyên ngữ. Bởi vì cái người chuyên ngữ đó đẻ ra đã có tài ngoại ngữ rồi. Còn cái người này học 10 câu quên 15 câu. Thế mà cần cù bù khả năng, học liên tục và vẫn lấy được bằng đó. Cái đó mới được đánh giá cao hơn. Bởi vì nó đã thắng được điểm yếu của nó, thì bất cứ lĩnh vực nào nó đều thắng được. Còn kẻ có tài kia thắng được điểm mạnh của mình, nhưng điểm yếu của nó thì nó thất bại. Cho nên bao nhiêu con người, cái tài đi với cái tai một vần là như vậy đó. Kẻ nhiều khả năng nhưng trong hôn nhân tính cách lại quá kém, cho nên người vợ không sống nổi với người có tài mà lại tính cách kém. Người chồng không sống nổi với một cô vợ hoa hậu chân dài mà lại tính rất thị màu. Làm sao họ sống nổi? Họ giữ được bông hoa hồng đó được có 5-6 tháng, máu chảy đầy tay. Hoa hồng thì đẹp nhưng người hàng xóm ngắm. Còn tôi chịu khổ ngày và đêm vì gai hồng. Cuối cùng sớm muộn gì băng bó tay xong nói: xin chào bạn Hồng, tớ đi cho nhẹ gánh. Bởi vậy cho nên mới nói rằng hồng nhan bạc phận là như vậy đó anh chị em. Hãy để ý tính cách của con mình nhiều hơn tài của nó. Tài năng chưa đủ. Hạnh phúc trong gia đình không xây dựng trên tài năng, không xây dựng trên bằng cấp và tiền bạc, mà xây dựng trên tính cách. Mối quan hệ của anh em trong hội thánh đây này cũng được xây dựng trên tính cách. Kẻ có tài giảng kiểu gì thì tài, nhưng khi sống với nhau tính cách nó không được tốt đó, sớm muộn gì cũng bỏ nhau thôi. Bởi vậy có câu thương nhau lắm thì cắn nhau đau là như vậy đó. Lúc đầu tiên chỉ bộc lộ cái tốt cho nhau xem thôi, thì ra khoái nhau lắm. Nhưng mà sống với nhau được một thời gian sau ấy, thì mới lòi ra cái từ bên trong ra bên ngoài. Thì từ cái thương nhau lắm mà thần tượng đó, bây giờ lại cắn nhau đau là như vậy đó. Anh chị em xem bộ đội Brazil chưa? Khi mà tiền đạo nổi tiếng có tên là Neymar hay là Neymar bị chấn thương vào bệnh viện, người ta làm luôn 60.000 cái mặt nạ.
của cậu ấy, người nào vào trong sân vận động cũng đeo, bởi vì cậu không đá được mà, thành ra nó dọa đội Đức. Nên thì tao có 60,000 thằng này này để dọa mày này. Đội Đức với cái đầu lạnh và chuẩn bị sẵn sàng, không có gì mà phải sợ. Và sau khi thua 7-1, mọi người biết không, áo của cậu ta bị đốt giữa quảng trường, mặt nạ bị xé, viết báo chửi bới, họ tìm một con dê để tế thần đổ tội cái thua này cho một kẻ nào đó. Mọi người hiểu không? Cái người cầu thủ Colombia đã làm chấn thương đó, bây giờ an ninh phải bảo vệ, vệ sĩ phải đi theo 50 tên để bảo vệ để không bị giết chết. Bởi vậy cho nên từ thần tượng mà nó đổ rồi đó, nó chỉ là đống đá thôi. Hãy quay sang người lân cận nói rằng chớ thần tượng hóa người khác. Ok, một câu chuyện cuối cùng để sau đó chúng ta cầu nguyện kết thúc. Đã nói về dạy dỗ con cái vì nó là tài sản của mỗi chúng ta. Còn tôi rất thích đá bóng. Bỗng nhiên một ngày nó đá trong đội tuyển của cái vùng đó. Bỗng nhiên một ngày nó đến về nhà nói mẹ ơi con không thích đá bóng nữa. Chúng tôi mua giày cho nó, mua cái đeo này, mua bộ áo của đội tuyển. Khá nhiều tiền chứ không phải ít đâu. Nhưng gần 100 đồng đấy, đâu phải ít đâu. Thế mà bây giờ đá trong vòng khoảng hơn 2 năm nó ra là không thích đá bóng nữa. Rõ ràng tôi ôm bóng đi xuống mà nó vẫn đá bình thường, dê dắt rồi lừa bố rất là hay. Mà tại sao nó lại không thích đá bóng ở trong đội tuyển nữa? Tôi bảo đây là có vấn đề rồi. Hai vấn đề được đặt ra. Một, trong đội đó họ có đối xử tồi tệ với người châu Á này không? Điều thứ hai, hay là tính cách của con tôi, nó sống trong một gia đình rất là nhẹ nhàng, thành ra có thể nó không chịu nổi khi người ta chỉnh nó nặng. Và đó chính là cái điều mà tại sao chúng tôi chọn môn bóng đá cho con trai của tôi. Nó thích bơi, nhưng mà bơi chỉ là một mình thôi. Tôi muốn con tôi chơi đồng đội, để không ích kỷ, không cá nhân. Nó biết truyền, biết nhận, biết ngã, biết đứng dậy, biết phang chân người khác và bị phang chân, mà không giận dữ và thù hận. Thành ra chúng tôi đã quyết định chọn môn bóng đá là môn thể thao cho con tôi đi tập. Thành ra khi ngồi trò chuyện với nó, nó bảo các bạn rất là tốt, con vẫn thích bóng đá. Tôi bảo thế tại sao con lại không thích vào đội nữa? Hỏi nhiều phát hiện ra huấn luyện viên mắng nó quá nặng lời, thành ra trà bị thương tổn. Và lúc này không thể cho con đầu hàng được. Tôi nói rằng con ơi, hãy nhớ một điều, sau 4 bức tường này ở ngoài kia thế gian ấy, nó kinh hoàng lắm con ạ. Con phải tập chịu sự sửa dạy, vì thế gian người ta sẽ sỉ nhục con, người ta sẽ vu khống con, người ta sẽ nói đủ các thứ bậy bạ dựng chuyện cho con. Con cần phải chấp nhận nó ở bên ngoài, hãy luyện tập để nó không vào tim con. Ba và mẹ hầu việc Chúa ngần ấy năm đã bị vu khống nhiều lắm rồi, nhưng nhờ Chúa, và hãy chấp nhận những cái cục phân nó ném vào mặt, trồng cải, rau cải sẽ tốt lên. Mọi người hiểu tôi đang nói gì không ạ? Nếu bạn ngồi tại đây bị ai đó xuyên tạc, vu khống, ném phân vào sân nhà bạn, bạn đừng ném phân lại, phí. Dân cổ nhuế chúng tôi rất ước ao người ta ném phân vào nhà, đỡ phải mang sọt đi để kiếm. Lấy cục phân đó ủ phân, trồng cải, sau đó mời cái ông ném phân đó đến ăn canh. Mọi người hiểu không? Năm nay họ ném phân vào nhà bạn thì năm sau vườn nhà bạn cải sẽ tốt hơn. Amen. Dạ, bởi vậy cho nên tôi muốn nói về trên 3 điều. 1, đừng dập tắt ước mơ của con. 2, hãy hòa đồng với nỗi đau và vui của con mình. 3, hãy giúp con mình những điểm yếu. Nếu nó cần tính đồng đội, hãy tìm cách để cho nó làm việc với nhiều người hơn. Đừng thu nó lại, hãy cho nó vào làm việc nhiều hơn. Nếu như kẻ lười nhác, hãy giao cho việc nhiều hơn. Và như vậy con bạn sẽ phát triển, cái đó có lợi cho nó sau này. Amen. Xin mời đứng dậy cầu nguyện nào. Đừng bao giờ gieo vào đầu con mình nhà mình nghèo lắm. Đừng bao giờ gieo vào đầu con mình nhà mình nghèo lắm. Hãy dạy cho nó, con có thể kiếm được tiền. Con có thể kiếm được tiền. Có 2 điều phổ thông không dạy tôi và bạn. Làm sao để trở thành kẻ giàu?
và làm sao để có một gia đình hạnh phúc. Hai điều đó phổ thông không ai dạy chúng ta, cho nên chúng ta không thể dạy cho con của mình được. Một, cách sử dụng tiền bạc, cách làm ra tiền, cách quản lý tiền, cách trở thành kẻ giàu, không ai dạy. Và Chúa dạy chúng ta cách làm giàu như trong Kinh Thánh. Điều thứ hai, làm sao để trở thành một gia đình hạnh phúc, mối quan hệ vợ chồng, bố mẹ với con cái. Và như vậy, dòng dõi của bạn sẽ nhận được sự sức giàu và dạy dỗ từ cha mẹ, bây giờ truyền lại cho chất chúc trích của bạn. Thế ra bây giờ tôi muốn anh chị em hãy nhắm mắt lại, nhớ lại những đứa con của mình. Bạn nói rằng, mục sư ơi, muộn rồi. Nếu như tôi được nghe cái điều này cái đây 20 năm trước thì nó có đỡ cho tôi biết bao nhiêu không? Bạn ơi, chưa muộn. Không có bao giờ muộn. Nếu bạn còn thở, tim bạn còn đập và bạn lại được nghe sứ điệp này ngày hôm nay tại đây thì có nghĩa là chưa muộn. Có nghĩa là chưa bao giờ muộn. Bạn có thể học những bài học của quá khứ để thay đổi tương lai và hiện tại bây giờ. Hãy suy nghĩ về con của bạn. Nếu bạn đã từng làm sai với con của mình thì hãy cầu nguyện xin Chúa ăn năn. Còn nếu như bạn đang bị bối rối với hoàn cảnh nào đó, hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan. Đừng nhìn vào con hàng xóm, hãy nhìn vào con của bạn. Vừa rồi cả nước Đức quay sang chỉ trích mục sư Richard Bonke khi con trai của ông ấy đã đi đến Hội Thánh Công Giáo để sinh hoạt. Người ta viết thư chỉ trích ông. Một vị mục sư đã viết thư cho mục sư Richard Bonke nói như sau này: Xin chào ông mục sư Richard Bonke. Hội Thánh của tôi có một người phụ nữ 4 đứa con, trích thuốc phiện ma túy 15 năm rồi. Và có một đứa đã treo cổ tự tử chết mà báo giới không hề đả động tới 4 đứa đó. Còn riêng ông, khi con của ông nó chỉ đi tới Hội Thánh Công Giáo thôi, thế mà cả nước đã chỉ trích ông rồi. Tôi muốn nói cho ông biết một điều, ông cần phải biết ông là ai thì nó mới chỉ bới như vậy. Bởi vì ông là một người vĩ đại của Đức Chúa Trời. Bạn ơi, đừng nhìn vào hàng xóm, hãy nhìn vào nhu cầu của bạn này. Hãy nhìn vào con của bạn, đừng nhìn vào con của hàng xóm. Nó đứng hay nó ngã đó là việc của Chúa với nó. Còn con của tôi và bạn, thằng Danny và Jamie, con của tôi bây giờ đây này, nó đứng hay nó ngã phụ thuộc vào cách dạy dỗ và cuộc sống của tôi bây giờ đây này. Bởi vậy cho nên anh chị em hãy xem thực chất của gia đình bạn, vẫn còn cơ hội để thay đổi mọi hoàn cảnh. Nào hãy đến với Chúa để cầu nguyện nào. Bạn ơi, còn đến lúc nào nữa, không phải bây giờ, bạn còn đòi đến khi nào nữa để thay đổi? Mà tại sao không phải thay đổi ngay bây giờ? Khi mà bạn và tôi quyết định thay đổi bạn và tôi ngay bây giờ thì con cái của bạn sẽ được thay đổi ngay bây giờ. Cha ơi, con cầu nguyện cho những con người đang đứng tại đây, những bậc phụ huynh cha và mẹ, những người làm bà làm ông tại đây. Con cầu nguyện xin chính Chúa hãy dạy chúng con cách học bài học của quá khứ khi chưa muộn. Đó là những bài học rất là đặc biệt để ban lại cho con cháu chúng con. Hãy giúp bố chúng con biết dũng cảm đến gặp con cái chúng con và nói một lời xin lỗi khi chúng con đã phạm lỗi với chúng nó, để chúng nó có thể sửa lại, dịt lại vết thương lòng của chúng nó, để chúng nó không cư xử với cháu của chúng con như chúng con đã cư xử với chúng nó. Cha ơi, con cầu xin Chúa cho những bậc phụ huynh, trong đó có cả vợ chồng con nữa, hãy giúp cho mỗi chúng con là tấm gương cho con của mình. Hãy giúp cho mối quan hệ vợ chồng chúng con không một sự rạn nứt nào, để con cháu chúng con biết xây dựng hôn nhân gia đình, bởi vì nó là nền tảng cho sự phát triển của Hội Thánh. Con cảm ơn Chúa vì những con người này. Hội Thánh chúng ta giơ cao tay để nhận sự chúc phước nào. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt, sự sáng của Ngài trên mặt của anh em chúng con tại đây. Cầu xin sự ban phước của Ngài trên gia đình của mỗi chúng con, trên mỗi một người vợ, mỗi một người chồng, mỗi một người ông, mỗi một người bà, mỗi người nam, người nữ, mỗi một đứa con tại đây. Nguyện phước của Ngài đổ phước trên tài chính, trên sức khỏe, trên tài sản của mỗi chúng con. Nguyện ơn lành của Chúa Giê-xu, tình yêu của Đức Chúa Trời Cha và sự giao thông với Đức Thánh Linh hằng ở với mỗi anh em chúng con từ nay cho đến đời đời. Chúng con được phước khi đi ra, đi vào. Mọi công việc tay chúng con động tới đều được phước. Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trời, đổ phước xuống trên những con người này không chỗ chứa chẳng. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng.
xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.